sáng hôm nay thì bầu trời có vẻ như là âm u, hôm nay giờ này không có nắng đó cô chú anh chị và các bạn. Vâng, ở đây là con đường Trịnh Hoài Đức, cũng là con đường mà dẫn cô chú anh chị và các bạn đi vào đi ra phía sau của chợ Bà Chiểu đó. Hôm nay là sáng của ngày Chủ nhật. Hôm nay Sức Sống 360 mời cô chú anh chị và các bạn đi vào bên trong chợ Bà Chiểu để xem đi. Sang Tết này, ra năm mới này thì khu vực chợ Bà Chiểu này có trở lại bình thường, có tiến triển như thời gian trước không nhé. Đây, ngay trước màn hình của chú anh chị và các bạn đó là cái chỗ sạp cửa trái cây. Và sáng nay thì cũng nhiều người đến để mua trái cây nè. Bên ngoài con đường này thì cũng có nhiều xe hàng rong. Cái khu vực này nhờ xe hàng rong thì nếu như những ngày thường thì có đô thị người ta sẽ đến đây, người ta sẽ la lắm. Do hôm nay là ngày Chủ nhật nên cô chú anh chị ở đây người ta bày hàng ra, ta buôn bán cũng nhiều. Và đặc trưng ở chỗ này nó là vậy đó. Có nhiều xe hàng rong đây luôn. Quýt canh hôm nay là 30.000 đồng ký. Giá hôm nay là nó đã rẻ hơn so với thời gian Tết rất là nhiều rồi. Có thơm gọt sẵn đây là 25.000 hai trái. Trái này cũng bự bự, to to. Xà keo, quýt thái 30.000 đồng ký. Rất ở đây đây có con đường đi qua bên chợ này các bạn. Con đường này các bạn là có nhiều xe hàng rong người ta buôn bán thì cũng có nhiều dễ thương các bạn, cũng có nhiều xe đó bán người ta hung dữ lắm luôn á. Có những gì ai dễ thương thì mình để, còn ai không chịu thì mình phải chiều theo họ thôi các bạn. Vì đây là cuộc sống mưu sinh của họ, họ bán đây thì bị công an mời làm việc gì đó nên là họ sợ lắm đó các bạn. Đây là mọi người thông cảm cho Sức Sống và Sức Không nha. Thì mình cũng biết ai cũng có cái chén cơm ăn hết trơn á. Thì dù gì thì họ sợ ảnh hưởng thì mình cũng né một chút xíu. Nên là mong cô chú anh chị các bạn rất là thông cảm nha. Bông hoa ở đây là gì? Bây giờ thì không có bằng thời gian trước đâu các bạn ơi. Thời gian trước ngay Chủ nhật thì ngay chỗ này người ta đi chợ đông dữ lắm luôn. Y xèo hết trơn á. Trái cây này bán nhiều quá luôn, mà mỗi loại trái cây người ta có để giá tiền mình mua cũng rất dễ luôn các bạn. Thanh long 5.000 đồng ký, trái nó cũ, người ta thanh lý lại nè. Xoài, cam, quýt. Đi ra đằng ngã ba phía sau này là con đường Vũ Tùng nha các bạn. Đây hôm nay là xe hàng rong bán cũng nhiều lắm luôn đó. Cái khổ nổi ở đây là có một cái người lúc trước á, ở đây người ta nói cũng đi quay phim gì các bạn, đưa lên chân bìa thì sao công an đến làm việc cái chỗ mấy người buôn bán hàng rong á, nên là bây giờ họ cảnh giác, họ lo sợ dữ lắm đó các bạn. Xoài cát Hòa Lộc bao ngọt, trái cũng to nhưng mà không có để giá tiền á. À, đẹp quá các bạn, là nhìn xem nè, mỗi một loại sản phẩm như vậy á người ta để giá tiền cho mình dễ mua này các bạn.
có nhiều loại ốc luôn nha. Mà bây giờ sao không có đông đúc như thời gian trước nữa các bạn ơi. Thơm 10.000 đồng một trái. Dưa hấu Long An 13.000 đồng một ký. 13.000 đồng một ký thì trái to, trái này trái lớn lắm nha. Ôi cha, bây giờ thì thưa quá. Sức sống và sức không, nhớ là thời gian trước đi vào ngày chủ nhật đến giờ này chỗ này là đông nghẹt người hết trơn. Nhưng bây giờ bà con đi lai rai thôi à. Bây giờ thì lúc trước kia người ta có thể là mỗi ngày người ta đi chợ, còn bây giờ thì do tâm lý lo sợ dịch bệnh á, có thể người ta đi chợ ta mua đồ một ngày ta để tủ lạnh, ngày khoảng 2-3 ngày nữa người ta mới đi, rồi có khi có người cả tuần mới đi một lần, nên Hương chợ đi bắt gặp như vậy nó vắng vắng như vậy cũng là chuyện bình thường rồi. Hello. Dẫn thì thường người ta nhưng mà cái loại rau cải hoặc trái cây hay thì vẫn buôn bán bình thường đi các bạn. Ôi da đẹp dễ sợ luôn đó các bạn ha. Trái này rất là tốt luôn nè. Hàng ngon không nha. Nếu như phải để giá tiền thì cho mọi người biết thế dễ ha. Mặn, xoài, táo. Trong chợ này bán thì cũng như mọi khi các bạn, các loại thực phẩm hàng hóa thì bán bình thường rồi, chỉ có một cái là người đi chợ thôi thưa hơn mỗi lần thôi hả. Lúc nào đi đến cái quầy mà bán rau cải này á thì các bạn có thấy không, người ta để những cái bảng trắng trắng ở trên vậy nè, quá xá luôn. Như vậy mình mua đồ cũng dễ dàng mua nữa. Có nhiều người ta mua nè, không đông quá chừng luôn rồi nè. Giá bán cũng rẻ nha các bạn. Nhìn cái bảng bự 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 như vậy mình vô mình mua đồ cũng được. Đây những mặt hàng đây. Mặt hàng tươi ngon luôn. Dưa leo 12. Còn cà rốt thì 12.000 đồng một ký, củ cải 10.000 đồng một ký, củ cải trắng đó các bạn. Đậu bắp thì 10.000 đồng một ký. Cà chua 6.000 đồng một ký. Quá các bạn ơi, nhìn nè. Đẹp dễ sợ luôn nè. Bên trong khoai tây thì 13.000 đồng ký, hành tây 12.000, bắp cải 12.000 đồng ký, cải thảo 14.000 đồng ký. Chỗ này bán thì đồ giá rẻ dễ sợ luôn nữa bạn. Đứng tới hả cô hả. Khổ qua thì 15.000 đồng một ký. Cà chua ở đây bán 6.000 đồng ký thôi, giá cũng khá là mềm các bạn, giá rẻ. Dạ, cái sạp đó buôn bán đồ thấy ham quá, mọi người mua cũng dễ mua nữa. Chỗ này lại thưa người, là lác đác thưa người lại à. Rau cải bán 4 luôn. Cô chú anh chị và các bạn, một lần nữa thì sức sống xin mọi người thông cảm nha. Đi vào đây có cô chú anh chị và các bạn, người ta sợ đô thị á, nên là việc đặt camera ghi hình nhiều khi thì cũng khó khăn hả.
cũng lo sợ giống như là họ có phản ứng rồi, nên là sứ sống và sứ không cũng né 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 đó các bạn. Nên là có gì thì cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho sứ sống 360 nha. Chứng màn hình này nó có xà keo là loại lớn 15.000 đồng ký, ổi Đài Loan 10.000 đồng một ký, các gia vị bên ngoài này buôn bán đồ được hơn ở bên trong nhà lòng chợ đó các bạn. Bây giờ bà con người ta buôn bán, người ta bỏ sạp bên trong á, ta đi ra bên ngoài này bán được hơn. Đây bên đây, bên đây thì con đường này cô chú anh chị các bạn sẽ đi thẳng qua bên trong nhà lòng chợ luôn. Đây bà con người ta để hàng rau cải ở trên này nè, quá xá luôn à. Ra đây là con đường Bùi Hữu Nghĩa, giao với đường Bùi Hữu Nghĩa này các bạn. Rẽ bên tay trái thì sẽ đi ra phía trước nhà lòng chợ. Trong chợ này thì cuộc sống bắt đầu cũng đã hồi sinh, nhưng mà nó không có, chưa có bằng, bây giờ thì chưa có bằng lại, chưa có bằng như cái thời gian trước nữa các bạn. Đi dài trên con đường Bùi Hữu Nghĩa này nè, thì các bạn có thể thấy là rất là nhiều xe hàng rong luôn nha, cuộc sống mưu sinh của bà con ở đây á. Me Thái nè, bao ngộ, mọi người buôn bán hàng rong kéo dài đằng tận bằng đây luôn. Thơm Thái, xe bán đồng giá 12.000 đồng ký, là mọi thứ ở đây đều 12.000 đồng ký hết trơn nè, cái nào cũng 12.000 đồng ký hết trơn. Ngay đây các bạn ơi, thời gian trước dịch mọi người đi ngay chỗ này, ngay chủ nhật đông lắm luôn, người đi chợ y xèo hết trơn. Nhưng bên trên con đường chỗ này nó chẳng que à, cũng lai gai bà con đi thôi, không có đông người lắm. Và ở đây cũng là cái chỗ mỗi ngày người ta đều có bán dừa nè, nước dừa, rồi dừa nạo. Chỗ nào nè, mấy chỗ này ngày nào cũng có bán hết trơn nha các bạn. Dàn bên hông của nhà lòng chợ bên đường Bùi Hữu Nghĩa là các cửa hàng tạp hóa. Bị buôn bán bây giờ là chắc có thể là giảm hơn mấy chục phần trăm đó các bạn, nó không có bằng thời gian trước rồi. Và ngày đây là ngày ngày chủ nhật nè, thả vàng nè, ra đi bán nha, ghi hình là mọi người thấy là họ sợ, họ la mình đó các bạn, nên là kỹ kỹ ha, có chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Đây là bà con ta đem ra buôn bán là cá tôm nè, cá tôm ngày thường là ở đây đô thị gượt chạy bính hết trơn chứ không có gì đâu. Xem ít gì thôi được ha, cô chú anh chị các bạn để ha, người ta bán, người ta thấy, người ta chửi mình chết á, hồi hộp lắm. Tại vì khi họ sợ mấy công an đô thị xem được clip á, rồi người ta sẽ bắt bớ này kia. Đây ra đằng trước này cũng vậy nè, đây, lâu lâu ngày chủ nhật á, xả dạng bữa. Cây nặng mùng, cây cầu gió, cây cầu trâu. Chỗ này sao mà nước quá chừng luôn hả?
ra tới tận đằng phía trước chợ này luôn nè. Bên trong nhà làm chợ đó, buôn bán không có được như bên ngoài các bạn. Tâm lý bà con đi chợ, người ta chạy xe, người ta ghé ngang, người ta mua đồ dễ ha. Nhiều khi người ta cũng lười gửi xe nữa, mua một món hai món đồ ít tiền gửi xe vô người ta cũng ngại á, nên là việc mua bán bên ngoài thấy có vẻ như là được hơn bên trong á. Có cả thịt heo, thịt gà đủ hết trơn. Ngay đây có con đường đó chạy thẳng, cô chú anh chị các bạn sẽ đi ra đường Chân Long nha. Và ngay đây là ngay trước chợ Bà Chiểu. Ngoài trước chợ này thì lúc nào cũng có những cái shop hoa đây các bạn, bán hoa. Con đường này thì các bạn đi vào đây trái cây bán nhiều lắm luôn. Cả hai bên cái lối đi mình á là bà con sẽ bày biện những cái sạp hàng trái cây, đủ mặt hàng trái cây hết trơn á. Hôm nay có vẻ chạy xe cho được ha. Thấy có người chạy xe vào bên trong đó các bạn. Hai bên trái cây bán dữ lắm luôn. Nhưng mà trong đây thì khách có vẻ như ít đi hơn so bên ngoài đấy các bạn. Đủ trái cây ha, mà hàng trái cây đây, trái cây VIP không á, nó loại tốt không á, mua về cúng luôn các bạn. Bưởi nó có cái bưởi giờ xanh rất là đẹp luôn, trái nào nấy hả, cuốn là đẹp dễ sợ luôn. Đó, mua về cúng để trưng nữa. Trong đây thì là lưa thưa người thôi ha, lác đác người đi thôi các bạn. Hết khu vực bán trái cây này thì đến cái chỗ buôn bán ẩm thực, các món ăn. Chè, xôi, bánh, bánh ngọt. Bên đây là các quầy đồ ăn nè các bạn. Để xem coi sáng bà con đi vào đây ăn đông không ạ. Cũng thưa thưa vắng người quá ha các bạn. Bánh xèo, bánh ướt, bánh cuốn nóng, đủ món ăn ở trong đây hết trơn. Nước uống nữa. Bún riêu, quá nhiều món ăn luôn các bạn.